chào bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn cách ốc hình vuông máy 656, 856. Tình trạng là bị winding up và không lên thì hiện chữ ra đây được. Cho mình chuẩn bị một UV, một ghi. Đó, mình copy cái file vào. Và UV này được format theo tình trạng là fast. Là fast 32. Mình gắn nhiều các bạn. Chưa mỏng. Vào C3 nha các bạn. Ngay giữ C3 bật máy lên. Sau khi vô C3, đó là màn hình chọn một số 3 hoặc một số 2, một số 3 hoặc mắt HDMI. Game phòng hết xong thì ta tiến hành tắt máy. Tắt nó tao là 49. 49 đề giữ phím 49. Mình có thể là chọn từng mục đó hoặc là mình up hết phim quay cũng được. Thì này mình máy đã đặt video rồi nên mình sẽ up hết lại. Mình chọn một số nào thì mình bấm một số đó bấm đường phím số 3 số 5 sau đây mình đã chọn hết select hết này quay bấm start. Để khi nào nó chạy hết dưới này mình ba sẽ báo click ở dưới này, báo suy xét ở dưới này. Bây giờ update hết các mục mình click hết rồi này, dưới này báo suy xét rồi mình tắt máy. Mình vào 08. Sau khi ấn quay xong thì mình vào 08.
ở đâu Quảng Trị? Rồi 9050 star. Mình xét lại màn hình nha, không nếu không xét màn hình là mình bật máy lên là nó bị dơ, không bấm được trên màn hình. Rồi mình vào 9030, mình xét lại cứng. Tắt máy. Ok, làm lúa nha các bạn.